Chiều tối nay, chương trình tổng duyệt giải chạy S-Ray Hà Nội năm 2022 đã diễn ra tại bờ hồ Hoàn Kiếm để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải chạy diễn ra vào sáng mai, với sự tham gia của 4.200 học sinh, sinh viên, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh tại thủ đô Hà Nội. Lúc này, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. S-Ray lần thứ tư được tổ chức tại Hà Nội với mong muốn là các bạn trẻ vượt qua thử thách, chinh phục bản thân để vươn tới cái tầm cao mới vì thế hệ trẻ của Việt Nam. S-Ray Hà Nội năm 2022 có nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi là học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông, sinh viên các trường cao đẳng và đại học. Tổng giá trị giải thưởng của S-Ray Hà Nội là 132 triệu đồng. Được tổ chức tại thủ đô nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, S-Ray Hà Nội chọn biểu tượng Khuê Văn Các để gửi gắm thông điệp ý nghĩa bên cạnh trí tuệ, tri thức, các em cần phải có thể chất khỏe mạnh để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. TH, tiên phong xây dựng chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia.